Biện pháp mới này của thành phố Moscow được bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay 19 tháng 6 và sẽ tiến hành thí điểm đến ngày 29 tháng 6. Theo đó, những người có giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ và có mã QR được xác nhận sẽ không phải thực hiện lệnh giới nghiêm 23 giờ đêm. Sau khi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến, thủ đô Moscow đã buộc phải áp đặt lại các biện pháp hạn chế, bao gồm yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa trước 23 giờ đêm. Thành phố cũng đưa việc tiêm chủng vaccine COVID-19 trở thành bắt buộc đối với tất cả những người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Tôi tin rằng đây là một biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng virus lây lan và việc tiêm phòng cũng có lợi cho hầu hết người dân. Thực tế là điều này ở một mức độ nào đó sẽ cho phép những người khác có thể thoải mái giải trí. Tính đến ngày 18 tháng 6, khoảng 16,1 triệu người dân Nga đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19.